không được tận hưởng không khí lạnh của mùa đông, không được khoác trên mình những chiếc áo lông hay chiếc áo da tuyệt đẹp. Nhưng điều đó không làm cho không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh trở nên kém sôi động trong những ngày này, những ngày chuẩn bị chào đón Giáng sinh và chào đón năm mới. Trên khắp các con đường, ngõ phố, người ta đã trang đèn kết hoa để làm cho thành phố đẹp hơn. Thành phố đã đẹp, nay lại càng đẹp hơn trong không khí chào đón năm mới. Từ nhiều ngày nay, khắp các con đường, trung tâm mua sắm và cả các tụ điểm văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đều được trang hoàng rực rỡ. Khi đến những nơi này và hòa mình vào không khí sôi động, ai ai cũng cảm thấy hồ hởi và muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của mình trong không khí chào đón Giáng sinh. Em thấy rất vui tại vì thành phố năm nay trang trí Noel rất là đẹp. Đẹp. Và mọi người rất là, ai cũng đẹp và cảnh cũng rất là đẹp. Nói chung là cũng đông vui như mọi năm tại vì đây là gần là dịp lễ Noel mà cũng là gần khi Tết đến. Nên không khí cũng khá là đông vui và nhộn nhịp. Gia đình anh Angel Tuấn Đặng, một Việt kiều Mỹ, cũng không giấu được sự hứng khởi và xúc động khi hòa mình trong không khí chuẩn bị chào đón năm mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì về nước mà cái cảm giác đi về nước thì lúc nào nó cũng rất là rộn ràng, cho nên cảm thấy rất là excited, rất là vui, rất là hào hứng. Cùng theo anh Đặng, mặc dù đã được đón nhiều mùa Noel trong không khí lạnh đặc trưng tại nước ngoài, tuy nhiên khi về tới Thành phố Hồ Chí Minh để đón Noel và năm mới, thời tiết nóng nơi đây cũng không làm mất đi cảm giác thích thú. Bên Mỹ thì hiện giờ nó rất là lạnh, thì Christmas, Noel thì cái mùa lạnh, mình bận đồ, mình đổi nón, rồi mình đeo bao tay, mình quấn khăn, thì cái cảm giác nó khác hơn cái cảm giác của Sài Gòn. Nhưng mà khi mà mình bước ra đây thấy rất là đông đèn đuốc rồi trang trí trang hoàng, thì cái cảm giác mà quay về với lại cái cảm giác Noel, cái cảm giác của cái sự sum họp thì nó vẫn có ở đó. Thì khi mà mình ra cái cộng đồng như vậy mình thấy rất là đông người, mình quên hẳn đi cái cảm giác là nó không có nóng nữa mà nó rất là vui. Thì cái đó thì không, cái nóng nó không làm gì giảm bớt, nhưng mà nó chỉ làm giảm bớt một cái gọi là cái Noel và cái Christmas. Dạ, thì nó Christmas thì thường mình thấy lạnh. Chỉ còn 5 ngày nữa, một mùa Giáng sinh và năm mới lại về. Dường như cả thành phố phương Nam này đã sẵn sàng cho thời khắc thiêng liêng và ấm cúng nhất. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.